Hồi 9 giờ ngày 10 tháng 11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc, 109,9 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Nam, Quảng Trị khoảng 190 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, cấp 14, tức là từ 134 đến 166 km/h, giật cấp 15, cấp 16. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng giữa Tây, Tây Bắc và Tây Bắc, đi song song bờ biển các tỉnh Trung Trung Bộ, mỗi giờ đi được khoảng 30 đến 35 km. Đến 19 giờ ngày 10 tháng 11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc, 106,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Quảng Bình đến Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, tức là từ 103 đến 133 km/h, giật cấp 13, cấp 14. Trong khoảng 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây Bắc và Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi vào đất liền các tỉnh Thanh Hóa và ven biển Bắc Bộ. Đến 7 giờ ngày 11 tháng 11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc, 105,9 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 9, cấp 10. Do ảnh hưởng của bão, khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm đảo Hòn Ngư, các huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ, Cát Hải, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Trị, bao gồm cả đảo Cồn Cỏ, có gió mạnh cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Nghệ An có gió mạnh cấp 6, cấp 7. Vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Ở các tỉnh ven biển Bắc Bộ và Thanh Hóa, từ chiều tối nay mùng 10 tháng 11, gió sẽ mạnh dần lên cấp 7, cấp 8. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh họp triển khai phương án đối phó với diễn biến mới của cơn bão số 14. Đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì. Cùng dự có các thành viên Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, trong hai ngày vừa qua, Ban chỉ huy đã triển khai thực hiện nghiêm túc ba công điện của Thủ tướng Chính phủ và công điện của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương về việc chủ động đối phó với siêu bão Haiyan. Đến 9 giờ tối hôm qua, ngày 9 tháng 11, hơn 4.000 phương tiện và trên 20.000 lao động trực tiếp đánh bắt hải sản trong tỉnh đã về nơi neo đậu an toàn. 55 phương tiện với 420 lao động ngoài tỉnh đến neo đậu an toàn trên địa bàn. 5 huyện, thị xã, Cửa Lò, Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Hoàng Mai đã thực hiện công tác di rời, sơ tán 13.066 hộ với hơn 46.000 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm. Các hồ chứa nước có tràn xả gồm hồ Vực Mấu, hồ Sông Trào, hồ Khe Canh đã có các phương án xả trước với mức mở tràn hợp lý. Học sinh được nghỉ học từ ngày hôm nay, ngày mai và cả ngày 12 nếu tình hình thời tiết xấu. Các hộ dân ở khu tập thể, nhà cấp 4, những nơi có khả năng bão vào, nguy hiểm, tốc mái, sập tường, các địa phương cũng đã sẵn sàng phương án để di dân đến những nơi trú ẩn an toàn nếu tình hình mưa bão diễn biến phức tạp. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Trung Bộ, Nghệ An từ chiều và đêm nay có gió mạnh cấp 8, cấp 9, có thể giật cấp 10, cấp 11, khu vực gần tâm bão gió mạnh cấp 13, 14. Đêm nay và ngày mai, lượng mưa tăng dần, từ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Theo đó, các sở, ban ngành và các địa phương đã có báo cáo nhanh những phương án ứng phó với cơn bão số 14 trong ngày hôm nay và những ngày tới. Sau khi nghe tình hình về diễn biến mới của cơn bão Haiyan, cùng các phương án của các sở, ban ngành, địa phương liên quan, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Xuân Đường nhấn mạnh, xu hướng cơn bão có sự thay đổi, đổ bộ trực tiếp ở khu vực từ Nghệ An đến Ninh Bình. Vì vậy, tất cả các lực lượng cần tập trung cao độ, sẵn sàng chủ động đối phó với tình hình bão phức tạp, tránh tư tưởng chủ quan, lơ là. Công an, quân đội cần phân công lực lượng xuống địa bàn để cùng với chính quyền địa phương thực hiện công tác đối phó và giúp đỡ di dời dân khi bão đổ bộ vào đất liền để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân. Các phương tiện thông tin đại chúng cần tuyên truyền thường xuyên, cập nhật những tình hình mới của bão đến người dân, đặc biệt phát huy hệ thống phát thanh cơ sở, phường, xã. Mỗi huyện xây dựng một căn cứ chỉ đạo tập trung tại trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện, thành thị. Sau cuộc họp này, các thành viên trong Ban phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành cần triển khai xuống ngay cơ sở để chuẩn bị sẵn sàng, chủ động người và phương tiện ứng phó tốt nhất cho những diễn biến mới của cơn bão số 14.